Hi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh của Nhung Nara Cuộc Sống Trung Quốc. Bữa nay đi ra đường mà vô tình thấy mấy khóm hoa đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi, ta nói hả, nó nở rực rỡ vậy nè, nên là phải dừng lại để ngắm một lúc. Chạy dọc hai bên đường mà hoa dại nở thôi cũng thấy đẹp nữa. Bữa nay đi xuống quốc huyện mà ta nói hoa hai bên đường nở quá trời hoa luôn á, mê luôn. Chồng em quẹo xe lên cho em coi luôn. Trời ơi, yeah. Đẹp chưa? Họ phía lên là lâu rồi. Chốc hoa sư xã hoa Dạ sư kia chị ạ. Sư bằng tờ. Dạ sư tờ. À, của mình cha mình khổ dụ vậy? Chá trụ. Ờ, khá lắm, khá lĩnh tiện. Bố có quán đi, chứ tôi ai đeo lắm. Chứ chá trụ, thật khá chán lắm. Mấy nay Ginh bị ốm á, mình uống thuốc đều đặn nhưng mà bữa nay hết thuốc nên là phải đem xuống bệnh viện khám lại rồi lấy thuốc nè. Tính đi từ lúc sáng sớm lận á, nhưng mà lúc sáng thì bà cô lại điện chồng em chạy lên kiểm tra đường dây điện coi có chỗ nào bị lỗi không, nên là ông đi một phát tới trưa ông mới về. Thành ra là giờ này á mới rảnh để mà chở mẹ con em đi xuống bệnh viện nè. Mà ở dưới bệnh viện á thì tầm 2:30 chiều á thì bác sĩ mới bắt đầu khám bệnh, mà bây giờ mới có 12:30 thôi cả nhà. Tụi em đi sớm một chút á, xuống đây ăn trưa với lại sẵn tiện đưa chồng em đi cắt tóc luôn. Tại cái tiệm hồi Tết á, cắt ở trên thị trấn á, chồng em không có ưng lắm, nên là bảo thôi bữa nay đổi xuống dưới này đi, xuống dưới này nhiều tiệm tóc á, rồi tìm thử coi cái tiệm nào á chuyên cắt tóc nam á, thì cắt cho ổng luôn. Chứ mấy này á, lo làm hết việc này việc kia để cái đầu bờm sơm vậy đó, nóng nực khó chịu dữ lắm rồi. Tranh thủ chạy cái ào đi đưa con đi khám bệnh rồi về. Nên là hai chồng ghé ngoài ăn luôn. Cái này là canh thịt lừa. Canh thịt lừa cả nhà. Nhìn nó hơi mà khan cân nhiều rồi gì vậy? Nhiều. Chưa to à? Hơi con lúa rồi. Lúa. Một cái chén nhỏ cho Vinh. À, hậu xiang à. Hơ thang ba ơ chứ. Mình hơ thang. Hảo ba hảo. Chưa bạc, chưa bạc. Chưa tí khuẩn. Chưa tí khuẩn. Hai hò hơ lờ. Hai hò hơ lờ. Chứ cái thang cần dưới nhiều. Nhiều thang hậu cần. Không cần dưới. Chưa bạc. Cho tôi là trẻ hiệu ạ. 你要多少钱都有，算不了起了。15。15一碗。嗯。15一碗，你那么多少？跟肉有关系，钱多少跟肉有关系，跟汤没关系。嗯。钱多少就是多少。对。汤喝完了还可以加吗？对。嗯，嫩嫩的。大一点，真好好吃。要干嘛？ 筷子，筷子啊！筷子啊！你要要筷子，来来来，你也有个筷子，好。嘿嘿嘿，哎，你还要筷子？拿筷子，拿什么拿筷子？来吃这个肉。太香了哈！不用盖了，那么近，戴个帽子就行了，太热了。我哪个疼了？我没动。 好，走吧。怎么啦？上车是不是？还忘妈妈了是不是？好，走吧。Let go，let go，你知道路了吧？啊？到那后面吗？哦，那来，那你来再看。Bây giờ mới 12:30 nên là bệnh viện người ta chưa có mở cửa. 12:30 nên là cái chỗ bác sĩ người ta chưa có làm việc á. Bác sĩ trong bệnh viện người ta chưa có đến làm việc nên là đưa chồng em đi cắt tóc trước cả nhà. Mấy bên này ổng về mà tóc này. Trời ơi. Bờm sơm rơm rác hết Tết tới giờ luôn á. Cô nén nó xin nào? Hồi xưa thì chẳng qua là. Chẳng qua gì sợ. Tết giờ mới cắt được một lần rồi mà nó nhanh dài ghê không? Dài cột được luôn rồi á. Hả? Tại sao mình sẽ mày này trả ở đây? Xin xin đi lại khách hàng, xong.
Đưa ba ba đi cắt tóc nè. Chị này. Chị này. Bố xin chị này. Bố xin lý phát nhỉ đà lý ni ba bà bố xin nhỉ. Bố mất chị láo quá. Chua xa. Chua xa phát nè. La la sở hữu mất chị mãi tao tóc tóc. Bà nó đang ngồi đầu á, hai mẹ con chạy ra ngoài đi mua trà sữa với lại mua cái gì cho Gân ăn vặt. Xin lắm mấy không hả? Ni hao. Là cho cơ tan chim bà. Ờ. Bánh này ngon lắm, cái nhà lúc nãy em cũng ghé mua hết trơn á, đủ kiểu. Có sầu riêng, có bánh này bánh kia luôn ngon. Vì nó thích ăn cái này. Tôi là sẽ chịu pha mà. Hả? Cho ba, nát ra. Nát ra, nát ra. Hả, nát họ á, cho. Mình cho ba. Lá 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 sổ. Tớ ba. Tớ ba. Tớ. Bạn bơ sốc. Chị lại ba. Thôi, chị nào bên tôi xem. Tôi trả lì. Tôi trả lì. À, tôi trả lì. Tôi trả. Tôi trả. Tự lạ. Chưa ba. Ôi. Chào xin. Tôi hỏi, tôi hỏi. Thái hậu chưa lo. Chưa bao giờ. Trong lúc chờ đợi ba Gân cắt tóc á, thì hai mẹ con mua bánh với lại mua nước, ngồi ăn với lại ngồi chờ luôn nè cả nhà. Có cái gì cho Gân nó ăn á, nó đỡ quấy, nó đỡ chạy lung tung. Chồng em kiểu là vợ bảo để tóc kiểu gì thì để kiểu đó. Nên là ông đi cắt tóc mà ông toàn hỏi ý kiến em á, là cắt kiểu gì á, mắc cười lắm. Em bảo thôi cắt cao lên cho mát đi, tại vì cái phong cách này á, thì mùa đông để thì được, chứ mùa này để nó hơi nóng nực. Nên bảo thợ tỉa bớt với lại cắt ngắn cho nó gọn là được á cả nhà. À, cắt tóc xong là giờ đi nè. Đi vô bệnh viện khám bệnh. Chốt. Thấy đi à lòng. Ở dưới này cắt tóc mắc quá à cả nhà. Ở trên chỗ em nông thôn á cắt tóc có 15 tệ à. Mà ở dưới này á cắt tóc tới 30 mấy 40 tệ luôn á. Nên chồng em bảo thôi sau này không xuống đây cắt nữa, tại cắt dưới này quá mắc đi. Cũng cắt có hơn gì ở trên chỗ mình đâu, mà chạy xuống đây cắt á, đắt gấp mấy lần. Lúc đầu em không có biết giá bao nhiêu hết trơn á, tại cũng không có để ý là bao nhiêu tiền á. Nghĩ là cũng cỡ đó thôi, chứ ai mà nghĩ là đắt hơn gấp mấy lần đâu. Tính cắt rồi nhuộm lại cho ổng luôn á, nhưng mà mắc quá. Tại vì cái tiền cắt không đã mắc như vậy rồi á, thì tiền nhuộm chắc chắn là cũng mắc lắm. Nên chồng em bảo thôi ông ấy thì đi về đi tìm kiếm khác làm, chứ làm ở đó đắt quá. Nên ông không có chịu làm, nên là giờ chạy đi lên khám bệnh luôn rồi về tính tiếp. Chứ không có thể để cái đầu mà nửa vàng nửa đen như vậy được, nhìn nó xấu lắm. Với lại ra khỏi tiệm á, cái mặt chồng em cọc cọc luôn á. Tại vì á, chồng em bảo với thợ là cái mai á, chừa dài một chút. Mà thợ á, nó nghe sao mà nó cắt một cái, trụi lũi luôn, nên là chồng em nó bực. Bảo tiền thì lấy nhiều mà cắt không ra gì hết, cắt không có đúng ý khách hàng, nên là ổng cọc từ nãy đến giờ á cả nhà. Trời, em kêu chắc phải đi tiệm khác để nhuộm lại. Tiệm đó người ta lấy đất nhưng mà rất là làm không có đẹp. Nghĩ đến cô tao dụ đi xong mấy dầu nào sang anh dầu
走。 慢点。 爸爸抱抱。 说。 说爸爸抱抱。 你让他说你才抱他呀。 爸爸抱抱。那他就说了，你不说你直接抱着他了。你爸爸。啊，爸爸抱抱。走走这楼梯吗？三二摇，慢点。Nên mình đi khám lấy thuốc cả nhà. Hôm bữa khám uống hết 3 ngày thuốc rồi. Bữa nay đi khám lại. Cho có cơm mà. Nó cơm mấy lần rồi. Không biết hôm nay sao mà đi vô bệnh viện á, cái bác sĩ hôm bữa khám bệnh lấy thuốc cho Ginh á, hôm nay người ta không có làm việc, nên là phải đi qua cái bác sĩ khác. Không biết đang uống thuốc bác sĩ này, uống thuốc bác sĩ khác nó có đỡ không nữa. Tại mỗi người mỗi cách khám ấy, mỗi người có mỗi cái kiểu đưa ra đơn thuốc khác nhau á cả nhà. Nên là em không biết như thế nào nữa, nên thôi cứ uống thử coi như thế nào. Giờ lỡ xuống rồi không lẽ đi về hay không, đúng không? Với lại Ginh ở nhà cũng hết thuốc uống rồi mà cứ ho cảm miết. Hèn sao mấy nay á, là được nghỉ á, lễ á cả nhà. Lễ bên này á, mầm non được nghỉ tới 1 tuần lận. Vừa lúc đang bị ốm nữa cũng có thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Trời này ra đường á, nắng quá trời nắng luôn á. Em phải trùm kính mít vậy nè. Mà người ở Việt Nam mà ra đường mua cái kính giống em nè, bịt nó kính mít luôn á, không có một chút gió bụi nào bay vô được con mắt mình luôn. Em mua cái kính này có 8 tệ thôi á, rẻ dễ sợ. Mà xài rất là ngon luôn, xài rất là êm. Mà người hay đi xe máy á, tìm mua kiểu này á, đeo cho nó mát mắt cả nhà. À, sẵn sàng nè, xin theo bà cha. Bà cha là? Bà cha xin chẳng mà. Mấy khăn đâu chưa? Mấy khăn thỏ lại, thỏ lại đó lì tờ thỏ qua xe tốt khăn thì mình mai trần. Tốt khăn đâu sẵn sàng chờ. Tốt chẳng yêu xí quá. Chưa, xí quá. À. Tan mai ego. Tan mai ego. Ha? Yêu. Tôi muốn yêu ego cho chuyện là cái hết rồi. Ta yêu, các sẽ khan đến nhà dầu xi qua thấy rồi yêu, phá rồi là. Mày nó cái ta xi qua thay ta là. Ta xi qua thay ta là chưa mua. Họ hồi nãy cái chứ sửa, tôi à chả. Tôi à chả. À, tôi à chả. Là 18 tấu. 他又不要钱，你看呀！哎呀，纳得住吧？哎呦，你卖的，你挣钱的呀！哎呀，不行，没啊，换个地方再买了。哎呀！哎呀，不行，给钱，快点，刷！哎呦，每次来你们都不给钱，都不算钱，怎么办？上次，上次他给草莓，我也不给钱，也不给钱了。这西瓜多重？有一公斤吗？啊？有两斤吗？有三斤，啊、最少三斤。嗯，三斤重，有袋子吗？啊，有袋子吗？你帮我转一下。来，买西瓜给你了。好，多少钱？走了，回家了。65吧。65好。Loại dưa hấu này á, trồng trong nhà lồng á, cho nên là nó thuộc dạng trồng kiểu organic á, cho nên là nó trồng nó giá cả rất là mắc luôn, mà ăn rất là ngon ngọt luôn đó cả nhà. Mà mỗi lần nó ghé đây á, mua dâu hay là mua dưa hấu á, là chú thím đều không có chịu lấy tiền. À, tụi em bữa nay á, tụi em dọa kêu không đưa, không chịu lấy tiền thôi, tụi em đi chỗ khác mua á nha, là chú mới chịu lấy tiền đó cả nhà, chứ không là ông bà lại cứ kêu là không lấy tiền, không lấy tiền đó. Ở nhà bình thường á, là buổi tối đi bán gì á, là còn dư á, là chú thím cũng hay đem qua cho lắm. Mà ăn hoài luôn à, mà không lẽ giờ không trả tiền cũng không được. Đi bán ở ngoài đường vậy cũng cực lắm chứ bộ, dậy từ hồi sáng sớm á, bán tới chiều tối mới về. Bán hết á thì về sớm, bán không hết á thì về muộn. Có nhiều hôm ế á, bỏ nó hư hết trơn. Dưa hấu á thì còn để được mấy ngày, chứ dâu tây á là phải bán hết trong ngày, không hết là dục quá cả nhà. Nên bán cái này á, bữa thì lời bữa thì lỗ á, chứ cũng đâu có sung sướng gì. Nên là tụi em không có dám lấy á cả nhà. Cho tụi em không có dám lấy đâu. Chú thím của chồng em á cũng giống như những người ở đây này cả nhà. Đó, cứ đi ngang qua đường là thấy người ta dựng một cái lều nhỏ nhỏ, xong rồi đậu xe đó bán trái cây.
mùa nào có trái gì thì bán trái đó. Tại vì khu vực chỗ em, nông thôn chỗ em là người ta trồng rất là nhiều ruộng trái cây á, cho nên là có mùa trái nào thì người dân người ta sẽ lấy sỉ ở trong trại, xong rồi người ta sẽ đem ra ngoài đường bán như vậy nè. Trồng keo là chiết một nhánh về trồng, không biết là nó có sống không. Cảm ơn anh, giao xe lẻ. Ai? Xì quá. Mình đi này, ghé mua cho nó quả dưa hấu mà nước ôm cứng á. Trang thầm ơn, thầm ơn toan. Chiết nha thử, thử bẻ một nhánh về trồng thử có nó có sống không. Cả nhà nhìn nè, trời ơi. Trái sổ. Đẹp lắm. Đẹp thiệt luôn á. Trái thì đẹp luôn. Hoa. Mùa này hoa hồng này kia nở nhiều lắm. Trên kia có mấy cái cây hoa đủ màu nữa kìa. Nắng hoa bùa. Nắng. Chắc là nhỏ. Hoa đỏ. Nó hay luôn, nó có hoa, nó có hình tua dạng xưa nào kìa. Hoa. Số 3. Số 3 chưa? Hoa. Charlie. Hoa. Qua lên. Qua lên. Dạ sư ta. Dạ sư. Dạ sư chưa nào. Hoa chứ. Vì sao thấy y cơ, y cơ, vì sao nó mà tua sơ? Hả? Vì sao y cơ, vì sao nó mà tua sơ? Y cơ đó. 一颗呀？会跟黄豆是一个吗？不是，是有好几个。好几颗？扎到你？它得不好干呀，走。呀咦！哈哈哈哈哈！真的，新新木年，你们弄干好吗？铁丝绑的了。铁丝绑的。那，你拿着小鞭子这个吧，这个就行了。对。Nó xạo chứ họ lắm, chồng coi nó có sống không. Tôi à, cho ăn thật trai là. Wow. Cho ăn thật hơi khổ bu. Cái. Thì khan, cái cây ăn thật xuống này hình tôi dạng sao. Sự y cơ khơ đó, y cơ đó. Họ bắt đầu. Trên đường về á, mà đi ngang cái đoạn này á, tự nhiên thấy có mấy cái bụi hoa hồng á, nhiều màu á, đẹp quá chừng luôn cả nhà. Nhìn thích lắm luôn á. Xong bên chồng em bảo là ngắt một nhánh đem về thì nó cũng sống á, nên là xuống ngắt cho em này cả nhà. Hy vọng á đem về nhà trồng mà nó sẽ sống á. Mai mốt á sân vườn nhà em á cũng sẽ có màu hoa này. Lần đầu em thấy luôn á, đẹp. Xin hai nhánh thì trồng thử có sống không. Chào xin cao đó sổ. Còn lớp sổ ba. Hả? Hả? Tụi ba. Tụi. Chà sư. Bye bye chứ. Bye bye. Bye bye. Chào xin nhổ trợ. Má nghe. Sang trơ. Phải chà ta. Wow. Hổ hổ khai à. Cả nhà xem nè. Sức của cha trung rồi mà. Có hồ tua à. Hoa nữa đi kìa. Nó sẽ bong bao bong bao thỏ à. Kìa. Bên có bong bao thỏ gì không? Thế. Không vô. Ta cha dụ mà. Có gì mà. Hoa có xẻo cơ chứ có gì là. Đoạn này là đường ra cổng thôn chỗ em nè. Ở ngoài đường này là kiểu như cái đường chính á, cho nên là nhà nước người ta trồng rất là nhiều cái hoa hồng luôn cả nhà.
hoa hồng mà dạng cây hoa hồng mà như cây cả mút á, hoa nó nở rất là nhiều luôn. Em thích loại này lắm luôn á, mà chồng em bảo là nhà bạn nó trồng nhiều quá, nên là để điện thoại hỏi thử coi cho xin cây có được không. Trời ơi, ta nói nghe tới cái mừng ghê luôn á. Chị Kha, lên. Chị Kha. Wow. Trời ơi. Cả nhà xem nè, nắng quá nó héo á. Chồng em trồng ở đây rồi. Đẹp ha. Đẹp quá cả nhà. Cái này nữa đẹp quá trời. Trung Nam à? Với sao mà mỗi mình cha mũ na mấy hụt khai hoa à? Cô tu cho mà ta à, bút khai mà. Nó là bút khai à xíu. Không. Không khai rồi. 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 现在都开过去了，过去了就不开了。现在过去的那就不开。什么玩意啊？还有时间的？那过渡这一直这样，然后明年才开？不是，明年它都有，冬天那个叶都掉了。烦死了！我还想过几天它就开了，一直等它不开。哦，那个败了。哦，行，好好好好看。 Nãy chết mấy nhánh đem về trồng á, về đến nhà cái là chồng em lại lao vô đi trồng liền luôn nè cả nhà. Chồng em á cũng là một người á rất là thích hoa, rất là thích trồng cái này cái kia trước nhà vậy đó. Chồng em hay nói á, sau này hai chồng mình già đi á, mình cũng sống ở nông thôn thôi, xong rồi mình cứ trồng á trước nhà thật nhiều hoa, xong rồi hai chồng già nuôi thêm mấy con gà, mỗi ngày đi ra đi vô á, ngắm hoa thôi á cũng thích nữa. Chưa gì mà chồng em đã tính tới cái chuyện á lúc già như thế nào luôn rồi đó. Chắc tại đôi lúc á, công việc áp lực stress quá mà nghĩ tới những cái điều đó á, thì cảm thấy á, có cái động lực hơn. Cái gì à? Cao sáng đi bước chén nó có xẻo mà. Bạn nó can con dễ chén luôn. Là, ok. Xin chào cha lì nã lì dầu khoa, nã lì tàu dầu khoa. Ok. Toàn có su tốt su hoa, mấy sợ là. Còn một nhánh cuối cùng mà đem ra phía trước trồng vậy nè. Giờ là sân vườn nó sắp ngập tràn hoa luôn rồi. Mai mốt á, chắc hết đất cho mẹ chồng em trồng rau luôn quá. Video hôm nay của em tạm thời kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video ngày mai nhé. Bye bye.